tahu mengkuaknya. Bị thuộc để cho cái tóm uống đấy mọi người. Từ từ đã. Đây. Ăn phía bên này này. Ăn phía bên thuộc này. Đúng rồi. Thầy ăn thêm miếng nữa. Ai da. Nhà thuộc đó hả? Thì tóm thở nhà thuộc đó đây mọi người. Tại vì mình bỏ to quá hay sao ấy. Bẻ ra là nhỏ ra. Đây, bẻ nhỏ ra đây nha. Nhỏ ra đây nha, ăn này ăn hết luôn. Ăn thuộc luôn. Ăn thuộc luôn. Rồi. Sao vậy? Hôm nay sao không ăn thuộc vậy con? Hả? Hôm nay con sao vậy? Bỏ thuộc ra đấy. Rồi. Nhà thuộc ra mà. Tại vì tóm không ăn chuối về thuộc nên mình đổi qua quả cà chua này xem sao nha mọi người. Đấy, chắc là đây ai cả trái lắm, ai cả trái lắm. Ô cha bóc lá luôn ăn thịt luôn. Ăn đi.
đây, ở hết đấy. Đây, để rửa vết thương cho Tom nha. Bây giờ mình sẽ rửa vết thương cho Tom nha mọi người. Mọi người thì mình xin thông báo là vết thương của Tom là đã bắt đầu phục hồi rất là tốt nha. Mình nhìn thấy là vết thương của Tom là phần da ở trên là đã kéo xuống dưới rồi mọi người. Thì mình nghĩ là tầm vài ngày nữa là nó sẽ khô và lành thôi. Mình pha được mới về một cái cục đỏ này nha, tại vì vết thương mà như vậy mà mình bôi cục đỏ này nhiều thì cũng không tốt lắm mọi người. Chỉ cần pha vài giọt vào và cùng với là nước muối này, đây nước muối chuyên rửa vết thương là được rồi, là nó sẽ tốt. Vì rất khó mà để mà có thể là rửa trực tiếp vết thương cho Linh cho Tom thì mình sẽ dùng dụng này để mà xịt vào nha mọi người. Tại vì mình cũng chỉ có một tay mà khó mà kiểm soát được Tom là mọi người. Nên mình phải dùng biện pháp này. Rồi. Nhảy hả? Được rồi đấy. Một ngày thì mình sẽ rửa tầm 2 lần nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ cho uống thuốc điều đặn để cho vết thương nhanh khô thôi mọi người. Đây cho ăn chuối nữa nha. Ăn chuối cho quen nha, về rừng nha, cho có chuối nha. Tại vì rừng thì rất là nhiều chuối. Ăn chuối cho quen để về rừng tìm kiếm thức ăn nha. Này, chiêu rồi vết thương cũng thuộc tiếp.
chọn nguyên trại luôn nha. Đây. Chọn nguyên trại luôn. Tại vì lúc mà chăm sóc vết thương cho Tom thì rất là bẩn nha mọi người, nên mình tạm thời bỏ cái này ra. Và khi chăm sóc xong thì mình sẽ đưa nó vào lại để cho cái Tom nằm nha. Tại vì vết thương của Tom vẫn đang chưa lành nên mình phải chăm sóc cẩn thận. Đây, Tom đã uống nước này mọi người. Tom vẫn còn hay liếm vết thương lắm mọi người.